em thấy dịch từ tiếng Việt tới tiếng Anh khó hơn nên là tiếng Anh đến tiếng Việt khó hơn. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt dễ hơn. Anh tiếng Việt dễ hơn. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là có Google Translate đúng không? Tiếng Việt cũng có Google Translate. Khi mà mình tại vì văn của lời văn của tiếng Việt nó rắc rối lắm. Nó mượt mà lắm. Ok, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về việc dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh như thế nào. Let's roll the intro. Time to go home. Ví dụ có một câu như sau, đó là một quả trứng rơi xuống mặt kính tầng 1, hỏi có vỡ hay không? Anh chị và các bạn hãy để comment dưới phần mô tả phía dưới nhé. Xem là có vỡ hay không? Vỡ không? Ok. Nếu mà anh bảo là kính có vỡ không mà? Kính vỡ. Ok, rắc rối ở chỗ là... khi mà mình nói không rõ về cái thành phần tân ngữ ở trong câu ấy, nghĩa là một quả trứng rơi xuống một cái kính phía dưới thì hỏi có vỡ hay không, thì mình chưa hỏi rõ là hỏi quả trứng vỡ hay là cái kính vỡ. Tương tự như vậy, trong tiếng Anh cũng sẽ có những câu mà nếu mình không xác định rõ cái nào là chuyển ngữ, cái nào là tân ngữ, và cái câu hỏi nó là hỏi về cái từ nào trong đó ấy, thì sẽ rất khó để có thể dịch sang tiếng Anh. Thế nên là ngày xưa thì khi mà mình phải học viết tiếng Anh lại từ đầu ấy, thì hoàn toàn là mình phải học viết lại tiếng Việt từ đầu. Và thông thường các công ty dịch ấy, thì sẽ có mức giá dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt rẻ hơn so với tiếng Việt sang tiếng Anh khoảng 10 đến 20 nghìn một trang A4, khoảng 300 bao nhiêu từ gì đó. Bởi vì đúng là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh khó hơn so với tiếng Anh sang tiếng Việt rất nhiều. Quầy múa này chưa? Ôi anh này thích chưa? Múa chín vàng. Anh thì cũng vàng. Để dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh ấy, thì thứ nhất là phải có từ vựng, chắc chắn là phải có từ vựng, mà nếu không từ vựng thì cực kỳ khó để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và nó nghĩa là anh chị và các bạn phải có một lượng từ vựng gọi là căn bản, trình độ B trở lên thì theo mình là mới có khả năng dịch được từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Còn nếu mà thiếu trong khi dịch ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tra trên Google hoặc là tra trên các từ điển khác. Và cái thứ hai là việc nắm chắc các cấu trúc câu và cách sử dụng từ như thế nào trong câu là một điều cực kỳ quan trọng, để tránh cái việc là chúng ta sẽ dùng sai cấu trúc câu gây hiểu nhầm cho người nghe, hoặc dùng những từ vựng nó không đúng với tính bản xứ. Nếu anh chị các bạn mà là người đang học bắt đầu ấy, thì cái việc mà dịch từ tiếng Việt tiếng Anh sẽ chưa cần thiết ngay trong giai đoạn đầu mới học, nhưng sau này khi mà trình độ của mình đã ok, đã có mức căn bản ở khoảng trình độ B rồi, thì cái phần này sẽ cực kỳ sẽ khá quan trọng nếu anh chị các bạn muốn phát triển thêm trong việc sử dụng ngôn ngữ của mình, sử dụng trong công việc, việc đọc viết, email khách hàng vân vân, hay là giao tiếp với đối tác nước ngoài mà chúng ta cần phải dịch từ tiếng Việt tiếng Anh, thì đây sẽ là một cái tổng quan về tất cả những gì mà chúng ta cần để có thể học và có thể dịch tốt được tiếng Việt tiếng Anh. Để mà dịch tốt được tiếng Anh ấy, thì hoặc là để học từ căn bản, bao giờ chúng ta cũng cần phải biết là tiếng Anh nó có hai loại câu chính mà mình cần biết. Cái thứ nhất đó là câu đơn, và cái thứ hai đó là câu phức. Câu đơn thì câu đơn giản nó chỉ là câu có chủ ngữ, động từ, tân ngữ vân vân, có chủ và có vị. Ví dụ như một câu là he's my friend, anh ấy là bạn của tôi, thì chủ ngữ là anh ấy, động từ to be là và bạn của tôi là my friend. Thì đấy là một câu đơn, nó chỉ có một chủ ngữ thôi. Câu phức là câu có từ 2 đến nhiều chủ ngữ và có nhiều hoạt động trở lên. Cái người mà tôi gặp tối hôm qua là bạn của tôi. Thì trong này nó sẽ có hai thông tin chính. Cái thứ nhất đó là người tôi gặp ngày hôm qua, và cái thứ hai đó là anh ấy là bạn của tôi. Và hai cái nhân vật trong này đó là người tôi gặp ngày hôm qua, the man I met yesterday, và
chuẩn sẽ là như sau. Tôi gặp một người đàn ông ngày hôm qua, chấm, anh ấy là bạn của tôi. Tôi gặp một người đàn ông ngày hôm qua, I met a man yesterday, chấm, he is my friend, anh ấy là bạn của tôi. Thế thì mình gạch bỏ cái người đàn ông ngày hôm qua và gạch bỏ cái từ he, anh ấy, và mình gộp nó vào thành một câu. Và chúng ta sẽ dùng một từ, đó là từ who. The man who I met yesterday is my friend. Đấy. Cứ lúc nào mà vợ tôi khó ngủ, tôi ngồi tôi nói chuyện học cách dùng dễ nhất. Cái việc nhận biết các loại câu đơn và câu phức ấy, và cái việc cấu thành một câu ấy, thì khá là quan trọng khi mà chúng ta muốn viết, muốn truyền tải kiến thức của chúng ta và muốn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Và nó cũng hỗ trợ thêm một phần khi mà chúng ta đọc các tài liệu bằng tiếng Anh nữa. Bởi vì mình viết cái câu trúc câu như thế nào, mình viết ý chính như thế nào, mình viết ý phụ lời như thế nào, thì it's good. Giống như việc là gì, có đầu vào đầu ra. Đầu vào là mình đọc, đầu ra là mình viết. Giống như việc nghe nói thôi. Đôi khi là mình nghe nhiều, nhưng mà nếu mà mình luyện phát âm ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho việc nghe tốt hơn. Đầu vào là nghe, đầu ra là nói, đầu vào là đọc, đầu ra là sẽ là viết. Thế thì cái việc mà viết tốt cũng hỗ trợ cho việc đọc tốt nữa. Thế nên là nếu mà anh chị và các bạn mà trình độ khoảng B trở lên thì có thể là nghiên cứu thêm về việc viết và việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thế thì làm thế nào để phát triển kỹ năng này? Theo mình thì nếu mà trình độ B trở lên rồi ấy, thì nên tham gia một lớp học viết. Có thể là các trung tâm luyện IELTS, hay là IELTS, đa số IELTS sẽ là phổ biến ở Việt Nam. Thì các trung tâm luyện IELTS sẽ có luyện thêm viết nữa. Nên là anh chị hoàn toàn có thể join các lớp đó và luyện viết từ đầu. Còn nếu mà trình độ từ ban đầu thì mình khuyên là chưa nên luyện viết ngay, bởi vì là chúng ta sẽ bị hơi bị choáng ngợp với ngôn ngữ đấy. Mà con người thì học ngôn ngữ luôn có một mục đích nhất định, và nếu mà không mục đích kia thì không học được đâu. Có một câu mình rất hay, mình rất thích từ cái ông idol đang sống ở Los Angeles của mình, đó là Casey Neistat. Ông nói là gì? Without a goal, you can't score. Nghĩa là không có khung thành, không có cầu môn ấy, thì bạn không thể nào ghi bàn được, không thể nào ghi điểm được. Nên là nếu mà không mục tiêu ấy, thì không thể nào học được một ngôn ngữ mới. Mà mục tiêu nó càng to ấy, thì nó sẽ cần nhiều cái willpower, có nghĩa là cần nhiều cái ý chí và cần nhiều động lực hơn. Thế nên là với những ai mà bắt đầu từ ban đầu ấy, thì mình luôn luôn khuyên là chưa nên học viết ngay. Và nếu có muốn ấy, thì hãy học những cái gì mà nó có câu đơn, chứ đừng học ngay học câu phức. Học 2-3 câu nó ghép vào với nhau cực kỳ khó dịch mà trình độ của mình lại chưa có. Thế nên là hãy học từ những câu đơn trước. Và nếu mà là người căn bản từ ban đầu ấy, thì tốt nhất là hãy đọc nhiều vào. Đọc nhiều thì mình sẽ có kiến thức, mình sẽ thẩm thấu ngôn ngữ một cách tự nhiên. Kể cả sau này mình có học viết hay học bất kỳ về cái gì ấy, thì mình trong người mình đã có căn bản ngôn ngữ, có câu, có từ vựng, các thứ rất ok rồi. Thì sau đó mình luyện viết, mình luyện dịch, nó dễ hơn rất nhiều, nó hỗ trợ rất nhiều so với việc là mình chỉ cầm một quyển sách ngữ pháp, mình chỉ có học viết một cách rất khô khan thôi. Nó cần nhiều hơn sự tập trung và sự kiên trì. Tại sao ngày xưa em mới học rất nhiều cái phương pháp, chán không học nữa. Học có một đoạn văn mà trình độ thì không hiểu cái gì cả. Đấy, đôi khi là bạn sẽ gặp phải những người mà ép bạn học quá, nhưng mà bạn lại không biết được đích mục tiêu của mình học để làm gì ấy, thì thật sự là rất khó, không thể nào mà học được luôn. Nó sẽ là một cái gì rất tra tấn. Và ngày xưa mỗi khi bạn này sang nhà mình học là bạn ấy ngủ ngon lành luôn. Thông thường nếu mà chỉ cần dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay tiếng Anh sang tiếng Việt ấy, thì có lẽ là Google Translate hay là chúng ta chỉ cần một cái Excel như thế này thôi là hoàn toàn có thể dịch được hết tất cả các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh luôn. Nếu mà anh chị và các bạn đang phải làm việc với tiếng Anh thường xuyên và có những tài liệu mà mình bắt buộc mình phải dịch sang ấy, thì chắc chắn là cái nguồn này là cái nguồn cực kỳ ok, là mình có thể dùng để mình dịch sử dụng cho công việc ngay lập tức luôn. Chứ còn nếu nói đến đoạn văn dài và những cái gì đấy mang cấu trúc phức tạp hơn ấy, thì có lẽ là thật sự chúng ta phải đi học viết thôi. Học thì thông thường nên avoid translating, nên hạn chế cái việc dịch đi, bởi vì dịch khiến chúng ta phải tư duy hai ngôn ngữ cùng một lúc.
và sẽ hạn chế rất nhiều cái việc mà mình có thể hiểu và dùng được khi mà mới bắt đầu. Thậm chí nó có một cái nghề gọi là nghề interpreter translator, người nghề dịch, nghề biên phiên dịch ấy, phải học rất nhiều năm, phải có chứng chỉ cấp thì họ mới có thể hành nghề được cái nghề đấy, bởi vì nó cần rất nhiều kiến thức. Và họ dịch theo kiểu là họ dịch văn phong của những cái bài, những cái câu chuyện, những cái nội dung ra, chứ không phải là đơn giản là dịch hiểu nữa rồi. Thế nên nếu mà trình độ một người mới hạng vậy thì không nên recommend việc dịch, mà trình độ B trở lên thì bắt đầu mới có thể nghiên cứu viết hiểu câu cú văn cảnh thì nó sẽ phục vụ cho việc dịch tốt hơn. Henny is at home. He stay with her nanny. Yeah. Do you know why do you get her? She's a little bit sick. What? She's a little bit sick. Oh. Are you sick? No, I'm fine. You're okay. Mm-hmm. Healthy. Uh-huh. How old are you? 13. What grade are you? Grade 7. Grade 7. Yeah, uh-huh. Grade 7. You like the teacher? Yeah. What's your English teacher's name? Nhâm. What? Nhâm. Uh-huh. Cool. She's a pretty good teacher. She's a good student.